Ơi, hai cái đứa nhỏ này chặn hoài à, cái gì cũng nhét vô đây hết. Dặn hoài à, mà không chịu nghe. Cái gì mà nặng vậy? Để cái gì ở trong này đây? Sao ba lâu ra quá vậy? Có khi nào ba bị bệnh không? Chắc ba không sao đâu, cho ba ngủ thêm chút xíu nữa, hồi khuya tức suốt mà. Dạ. Nè, đưa cô đi con. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Má, để con mang đồ vô cho khách. Ừ, vô ra liền nghe. Dạ, gì cho con dĩa chuối. Ừ, có liền. Nè con. Dạ. Có thiệt không đấy?
Con bưng này vô cho ba. Nếu thấy ba không được khỏe thì nói má kêu ba ở nhà nghỉ đi. Bữa nay má bán cũng được lắm. Ba yên tâm. Dạ. Ai đó? Con Út Liên nè. Bữa nay ba sao vậy? Tiếng của con mà ba cũng không nhận ra nữa sao? Ba ơi, mở cửa cho con vô với. Thưa ba ăn cơm. Thưa ba ăn cơm. Ba ơi ba. Ăn cơm đi ba. Ông ơi, ông ăn cơm nổi không? Hay để tôi nấu cháo? Trong người ông thấy làm sao? Nói cho tôi biết. Đang còn đi bác sĩ nữa. Ông làm cái gì mà nhìn cứ như là... Như là sao? Ngộ lắm. Không biết tả làm sao cho giống nữa. Giống cái gì? Giống cái gì thì tôi chưa nghĩ ra. Mà... tôi thấy ông khác dữ lắm. Thôi, mình ăn cơm đi. Ba, con mời ba ngồi. Ông à, có chuyện gì á thì cũng ăn no đi rồi hắn tính.
cứ y như trong chuyện đời xưa. Chú ơi chú, chuyện gì vậy chú? Thì cướp giật gì đó mà. Mèn ơi, cướp ở đâu vậy chú? Sao tôi biết? Thì đằng trần đó, chợ búa mà, ngày nào không có cướp giật, móc túi, đặt vỏ sách. Trời ơi, thấy ớn quá. Náo loạn khu trung tâm thương mại. Sau khi gây án, bốn tên cướp tẩu thoát trên hai xe gắn máy. Một cuộc rượt đuổi đấu súng căng thẳng giữa băng cướp và cảnh sát diễn ra trên đường phố. Trong thế bao giây không lối thoát, hai tên cướp cố thủ trong công viên đã tung lựu đạn vào lực lượng cảnh sát rồi tự sát ngay tại chỗ. Hai tên còn lại chạy về hướng trung tâm mua sắm, nhưng cũng bị lực lượng cảnh sát kịp bắn nổ tung bánh xe, làm một tên bị thương nặng. Tên còn lại bỏ trốn vào khu trung tâm mua sắm và biến mất một cách bí ẩn cùng với số vàng cướp được. Cái túi màu đen, túi màu đen. Đúng rồi, cái nón.
thử nghĩ coi. Cả hai đều nói đi tìm cái bảng số xe xích lô của mày. Vậy đó mà không ai biết mặt mũi của mày, thậm chí cái tên mày người ta cũng không biết nữa. Cả hai đều nói là muốn đền ơn mày, nhưng mà điều nói rất he về thời điểm cái biển số BL38 được gắn trên xe của mày. Mà cái biển số đó là biển số của xe Velo Select, chứ đâu phải là của xe xích lô, đúng không? Đúng là nghe chú nói, con cũng thấy kỳ cục thiệt. Tự nhiên lại có cái chuyện lạ đời. Chú, theo chú thì bây giờ con phải làm sao? Cái thằng tư xe ôm nói với chú cái thằng đó ra làm sao? Nó nói á, thằng đó ăn mặc lịch sự, lịch lãm như dân đại gia vậy đó. Vậy con cái đâu? Tao hỏi kỹ mà, nó có tóc đàng hoàng. Rồi nó cũng nói có biển số. Đó, kỳ cục là cái chỗ đó đó. Hỏi người thì không biết, mà thằng nào cũng nói đúng tên cái biển số BL38 hết. Vậy thì có bao nhiêu thằng kiếm mày hả? Hai hay là mấy? Nghe giống y như chị trinh thám. Một tên bị thương nặng, tên còn lại trốn vào khu trung tâm, biến mất một cách bí ẩn dưới số giàn cướp được. Ba không có chạy xe hả má? Chắc là không. Lâu nay ba đâu có như vậy đâu. Ừ, không. Vậy ba bị làm sao hả má? Má hỏi ổng, ổng không có nói. Má đâu có biết. Ê ơi, có khi nào ba của mình bị bệnh như chú 11 hàng xóm không? Nói bậy, chú... chú 11 thức tình mới như vậy, còn ba mình tự nhiên nói xui không à. À,
Dạ anh Tư. Dạ chú Năm. Dạ, dạ con chào anh Năm. Ờ mấy bữa nay anh Tư đau bệnh gì sao mà không thấy chạy xe? Dạ anh bị bệnh rồi chú. Bệnh gì? Dạ chắc bị bệnh cảm lạnh thôi à. Vậy hả? Ờ thôi chú đi, chiều rảnh chú ghé thăm nó, cũng có chút chuyện muốn nói với nó. Dạ. Ông ăn nổi không? Hay để tôi kêu Duy Mạnh mua cho tôi cháo lòng. Được mà, mua chỉ cho tốn tiền. Hồi nãy á, ông già Năm có ghé thăm, hỏi sao mấy ngày nay không thấy ông chạy xe. Tôi nói ông bệnh, không nói chịu ông ghé thăm. Sẵn có chuyện muốn nói với ông luôn. Phiền phức quá. Ngộ chưa, bị bệnh thì người ta ghé thăm. Chú Năm chứ có ai đâu mà phiền. Trời ơi, chạy xe gì kỳ vậy? Trời. Ông chạy ra coi người ta có bị sao không? Nè, bà nhớ dùm dừng giùm tôi chiếc xích lô nghe. Vô duyên. Ba mày á, bị làm sao rồi đó? Chiếc xe nằm trên hình vậy nè, ai lấy đâu mà dòm chừng. Ê, ê, đây, đây. Bất chạy. Nè, cô ơi, cô có sao không? Tôi mới có sao không mà đau nè, quá chú đứng ơi. Đứng lên, đi vô lệ đi. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Trời ơi, chạy xe vậy đó. Đụng rồi. Xe xong nhìn bỏ chạy luôn à. Ngồi sao ngồi xuống vậy? Đây đi. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn mọi người. Cô có sao không? Có đau lắm không? Dạ. Trời. Chắc chặt chân hay gì. Chị có cần đưa lên trạm xá không? Dạ thôi. Chị sao không chị? Chắc để tôi ngồi đây nghỉ chút xíu. Coi chắc đi được thì đi luôn. Không sao đâu chú. Cảm ơn hai người. Ủa, bữa nay không có đi làm hả? Ừ, đổi ý rồi. Đi hay không thì cũng phải ăn hết dĩa chuối chứ. Thôi, no rồi. Ba mày chắc khùng thiệt rồi đó. Ah!
Trả lại cho tôi. Hai đứa con lo bán nghe. Má vô coi ba bay làm sao rồi. Dạ. Đâu cơ bộ cũng không chắc ăn. Ba ông Mạnh ơi, bệnh gì mà đóng cửa nằm ở trỏng? Ba Mạnh, cất đâu đi ta? Ba Mạnh ơi, Ba Mạnh, ông làm gì trong trỏng vậy? Ba Mạnh. Tôi ra liền. Trời ơi, sao chiếc xích lô nằm trên nền ở trong nhà vậy nè? Sao bà không lo buôn bán đi? Giờ này về nhà làm gì? Ông kéo chiếc xe vô đây làm gì? Thì sẵn tay nên tôi kéo vô luôn vậy mà. Phải ông có chuyện gì không? Nhà không có ai nè, ông nói tôi nghe. Có chuyện gì đâu. Không có gì mà bệnh không ra bệnh, tỉnh không ra tỉnh. Chứ bà nghĩ tôi có chuyện gì? Làm sao mà tôi biết? Mà nhất định có chuyện. Bữa giờ thấy ông không bình thường chút xíu nào. Nói thiệt với bà, tôi lo dữ quá. Ông lo chuyện gì? Giờ không lẽ hai vợ chồng mình chịu sống cảnh nghèo khổ gì hoài hay sao? Rồi hai đứa nhỏ nữa, con Liên với Mạnh nó lớn rồi, rồi tương lai học hành của tụi nó sao mình lo nổi? Phải tính cái chuyện làm ăn gì đó chứ. Thì sức mình sao chịu vậy, chứ biết làm sao giờ. Nè ba, giả dụ như có người cho mình mượn vàng để làm ăn thì làm sao mình biết vàng đó là vàng thiệt hay giả, tốt hay xấu? Trời, không có được đâu mà nghe. Nhà mình nghèo rớt mùng tơi hả? Vay mượn tiền đâu mà trả. Vậy mà ông còn đòi mượn vàng nữa mới sợ chứ.
thì má nó cứ nói thử coi. Làm sao mình biết vàng nó thiệt hay giả? Mà tôi cũng chỉ nói vậy thôi, chứ có vay mượn đâu mà bà quản lên dữ vậy. Cả đời tôi có chỉ vàng đâu mà tôi biết. Thì đem ra tiệm vàng á, nhờ người ta thử. Mà tốt nhất á, mua ở đâu bán ở đó, mới không sợ bị mất giá. Rồi làm sao người ta biết vàng đó là vàng của người ta bán ra? Tôi cũng không có rành nữa. Nghe đâu mỗi tiệm vàng người ta có đóng dấu tên cửa tiệm riêng. Bà Hai Hải hôm rồi á, đi sắm đồ cưới dâu, nghe bà nói vậy. Tôi hiểu rồi. Mà tôi nói rồi đó nghe, chuyện làm ăn của ông á, thủng thẳng rồi tính. Chứ dính vô nợ nần, lãi mẹ đẻ lãi con là không có đường lui đâu. Thì thôi, không nghĩ chuyện này nữa. Bà đi làm đi. Bác ơi, cho con gửi tiền. Con ở tiệm vàng này sao? Dạ. Là nhà của con hả? Có gì không bác? Bác có đọc báo thấy nhà con bị cướp. Dạ. Ông chủ tiệm vàng ra sao rồi con? Dạ, ba con phải chuyển lên Sài Gòn rồi. Cảm ơn bác đã hỏi thăm.
Đại trời đại Phật, chỗ đây không phải là số gian của bọn cướp của giết người đây là. Lạy trời lạy Phật, chỗ đây không phải là số gian của bọn cướp của giết người để lại. Thank you.
Dạ, chào cô. Xin lỗi, chú tìm ai? Cô không nhớ tôi sao? Tôi chưa gặp chú lần nào. Tại cô mau quên. Tôi chạy xích lô. Hôm đó tôi chở cô với cháu gái từ trường về đây nè. Mà cháu gái tên gì đó tôi quên rồi. Tôi vẫn chưa nhớ ra đó chứ. Hôm đó nhầm ngày sau vụ cướp. Trời ơi, tôi quên là phải rồi. Mấy ngày đó đầu óc tôi nó bấn loạn hết trơn, đâu có còn nhớ gì nổi. Mà chú tới đây có chuyện gì vậy? Dạ, tôi có chút chuyện. Dạ, vậy thì mời chú vô nhà. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, mời chú ngồi, tôi vô lấy nước. Dạ. Dạ, trời nóng nực quá, mời chú uống nước lạnh cho mát. Dạ. Dạ, xin lỗi, chẳng hay chú thứ mấy để tôi tiện xưng hô. Dạ, tôi thứ tư. Dạ, còn tôi tên Lan. Chú Tư có việc gì cứ nói. Sức khỏe của ông chủ tiệm vàng ra sao rồi cô? Dạ, anh hai tôi đã khỏe, chắc cũng nay mai xuất viện. Tôi thấy ở hôm trước có treo bảng bán nhà. Mà bán nhà nào vậy cô Lan? Anh chị hai tôi chỉ có căn nhà này thôi. Chú Tư có mối muốn mua nhà hả? Dạ, tôi chú Tư đừng lo, anh chị tôi mặc dù đang khó khăn nhưng tiền hoa hồng cho người dẫn mối không có tính hẹp đâu. Nhưng mà tôi... Sao chú Tư không gọi điện thoại cho chị hai tôi theo số ghi trên bảng á? Không, tôi tới gặp cô chứ không dám làm phiền bà chủ trong lúc này. Có việc gì thì chú Tư cứ nói, coi tôi có giúp được gì cho chú không. Dạ, số là như vậy. Lúc trước vợ chồng tôi có dành dụm mua được 2 chỉ vàng để phòng thân. Nay nhà cửa dột nát, tôi tính đem ra bán lấy tiền sửa lại cái nhà. Nhưng mà đem tới mấy tiệm kia, người ta chê vàng thiếu tuổi. Họ nói bậy. Tiệm vàng của anh chị tôi làm ăn lớn, uy tín nhất ở đây, ai mà không biết. Họ nói vậy là để ép giá chú đó. Nhưng làm sao biết vàng tôi mua là vàng của tiệm Minh Trang hả cô? Biết chứ sao không. Thở về các tiệm vàng đều khắc ký hiệu riêng để làm chữ tín với khách hàng mà. Thật ra tôi không đành về vàng bạc, nghe họ nói thì biết vậy thôi. Khâu vàng chú định bán đâu? Đưa đây tôi coi. Hồi nãy chú đi đến tiệm nào? Tôi đi với chú để nói cho họ biết. Chết, hồi nãy tôi lo nói láp giáp rồi tôi đưa vợ tôi cầm về rồi mà tôi quên. Thôi, mời chiều gì cũng được. Mà chú Tư, chú về chú coi mặt trong của khâu vàng có khắc chữ MT là đúng vàng của tiệm Minh Trang này. Dạ, vậy tôi về. Dạ. Chú Tư. Dạ.
Nếu như mà chú bán không được thì mơ chiều gì cứ mang tới đây tôi bán giúp chú. Dạ tôi cảm ơn cô. Con nhỏ tính tình được lắm nghe tía, nói chuyện đàng hoàng lễ phép. Còn con gì của nó cứ kỳ kèo trả giá. Tía biết không, tới nơi á nó dành trả tiền, trả đúng y bon như cái giá tôi nói hồi đầu. Tội nghiệp, tự nhiên mắc quả. Không biết ba con nhỏ có qua được hay không nữa. Tội là tội bà người ở kìa, vàng bạc của cải của người ta mà bà chết quan. Buôn vào có khi phải làm cực lực cả mấy đời. Vậy đó mà trong phút chốc là nó vô nó hốt sạch. Đúng là cái quân ác đức mà. Ba ông Mạnh, sao mở đèn? Nhà cửa tối thui vậy nè. Tối nay bán đắt lắm, hay ông ra phụ bán với mẹ con tôi cho vui. Ba Mạnh à, có chuyện gì thì nói. Tôi thấy bộ dạng ông ngày càng tệ à. Có gì đâu, tôi đang nghĩ. Hay là mình mua ít giấy dầu về che tạm, chịu đựng cho qua mùa mưa rồi tính tiếp. Tối qua mèo chạy làm bể thêm mấy miếng ngói dưới bếp nữa kìa. Ông coi tôi tính vậy có được không? Nãy giờ tôi nói ông có nghe không vậy? Thì có mấy trái chuối thôi mà, mấy mẹ con bán đi, tôi ra đó làm gì? Bó tay. Nè, tôi muốn bàn với bà cái vụ sửa nhà. Thôi, ngồi đó tính cho té ra vàng rồi xây nhà lầu luôn thể. Vàng thì có rồi đấy nè, nhưng mà biết tính làm sao đây. Bà ngẫm lại đi, từ lúc lấy nhau tới bây giờ, vợ chồng mình cày cực lực mà vẫn cơ cực. Nhà cửa thì ngày càng hư hại mà không có tiền sửa chữa. Cơm ăn bữa đực bữa cái, nuôi hai đứa nhỏ ăn học kiểu này mà bà biểu chúng lúc nào cũng ráng học giỏi được sao? Tôi cũng ước ao cho hai đứa nhỏ được học hành tới nơi tới chốn. Nhưng rồi tiền đâu mà lo? Cứ cái đà này, trước sau gì cũng giống như vợ chồng thằng Tám Đủ thôi.
Thì tôi cũng biết vậy. Nhưng mà ở đâu quen đó? Bỏ đi rồi, liệu có khá hơn không? Tôi đã tính kỹ rồi. Nhất định phải khá hơn. Nhất định phải đổi đời. Tôi sợ lắm. Ở đây, nhà dột cột siêu thì cũng là nhà của mình. Đói rách thì còn có chỗ chui ra chui vô. Chứ nơi xứ lạ quê người, tôi sợ. Trời ơi, biết nói sao cho bà hiểu đây. Đó là quê của tôi, chứ xứ lạ quê người nào. Ở đó tôi không còn người thân ruột thịt, nhưng tôi còn có bạn bè chí cốt. Má thằng Mạnh nhìn đi. Tôi phải mất ăn, mất ngủ, phải nát óc suy nghĩ mới quyết định được cái việc hệ trọng này. Tại sao bà không nghe tôi? Tôi hiểu. Tôi hiểu lắm chứ. Nhưng mà... Bà hiểu? Bà hiểu mà bà hiểu cái gì? Chỉ cần bà nghe theo tôi thôi, chứ bà hiểu sao được mà hiểu. Ông nói vậy là sao? Vợ chồng mình bao lâu nay có chuyện gì mà không hiểu nhau? Hay ông đang giấu tôi chuyện gì hả? Trời ơi! Nè. Trời, tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy? Thì tôi vay mượn bạn bè, mỗi người một ít. Trời ơi là trời, chuyện lớn như vậy mà sao ông không bàn tính với tôi một tiếng? Bàn tính tính cái gì? Để rồi bà bàn ra hả? Nói vậy là hồi hôm qua mượn xe đạp của thằng Mạnh chạy cả buổi là để mượn tiền đó hả? Nghe anh Tư bàn với ba thằng Lân như vậy, thiệt tình em thấy không ổn chút nào. Em cũng biết tình nghĩa của hai ổng từ nào tới giờ. Nhưng nói thiệt, có cùng đường thì cũng phải tính toán cho kỹ chứ chị. Cũng vì chuyện này mà tức trắng đờ con mắt. Ông quyết tâm tới cỡ đó rồi, giờ chị cũng không biết tính làm sao nữa. Ê, coi chừng. Nè, cẩn thận đó mấy đứa. Mấy cái đứa nhỏ này gặp nhau lần nào cũng vậy. Con nít mà chị, rồi nữa lớn lên gặp nhau thì cũng nhậu như anh Tư với ba thằng Lân thôi, chứ có khác gì. Chị nói tiếp đi chị. Thì vậy đó, chị ngăn cũng hết được. Cãi nhau riết hả? Thôi thì cứ chiều ổng, tới đâu hay tới đó, chứ biết tính sao giờ. Nhưng chị giúp như vậy, thiệt tình mà em thấy ngại quá. Nói thiệt lòng, không phải là không ham. Chiếc ghe của em giờ như chiếc mê rách, hết chỗ giá díu,
Đêm ngủ, hai vợ chồng phải thay phiên nhau thức tát nước năm bảy bận. Còn khi mưa giông thì trong bụng đánh lô tô, không biết lúc nào chìm nữa. Vậy thì còn ngại cái gì nữa? Làm người sao không ngại được hả chị Tư? Hai mẹ nè, căn nhà này có lành lặn gì cho Cam? Với lại, nói nào ngay, bàn xong chuyện miếng đất với miếng thổ cư này cho em rồi, thì chị cũng còn một điều kiện với ổng là lấy tiền bán miếng giường để thủ cho mẹ con chị một chỗ ở trển. Sao cũng được, miệng có chỗ chui ra chui vô, gọi là đề phòng. Nếu như mọi chuyện không như ổng tính thì còn đường mà lùi. Chị nói thiệt hết như vậy đó, em đừng có ngại nữa nha. Thôi, quyết định vậy đi, không có bàn ra tính vô nữa. Để chị dạy em làm chuối giác, rồi em thế chỗ chị mà bán. Chị tặng em bộ đồ nghề luôn. Nhà giàu gì đâu mà ăn mặc giống như ăn mày. Thấy mà rồi. Chào anh. Lâu quá không gặp, khỏe không? Khỏe. Nhà tôi chơi nha. Xin giới thiệu. Dạ. Đây là anh Lê Trần Tư. Cảm ơn. Cái người mà tôi đã nói chuyện với anh qua điện thoại rất nhiều. Dạ, hân hạnh. Chào ông. Anh Tư hiện là phó tổng của tôi, đồng thời là giám đốc công ty Hưng Đức, là công ty thành viên tập đoàn của chúng tôi đó. Vậy à? Hy vọng một ngày gần đây, khi anh trở ra thương trường, anh và anh Lê Trần Tư sẽ có dịp trở thành đối tác của nhau. Cảm ơn. Tôi cũng rất mong như vậy. Danh tiếng của Lưu Minh Quân thì tôi nghe đã lâu, nhưng hôm nay mới hân hạnh được gặp. Tập đoàn Vạn Thịnh của ông Phát Tân đây với tôi từ lâu đã trở thành đối tác chiến lược của nhau. Dạ. Mời, nâng ly. Mời ông. À, anh Tam Cang. À, dạ. À, rất cảm ơn anh vì quyển sách này. À, hình như anh cũng là dân miền Tây phải không? Đúng rồi. À, lúc nãy anh hát hay quá. Tôi cũng là dân miền Tây mấy chục năm á. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy là mình đồng hương với nhau rồi. Dạ vậy thì dạ. Vui quá. Dạ anh Tư cho tôi xin số điện thoại. À, rồi anh cho tôi mượn máy. Dạ. À, rồi đây số của tôi. Dạ. Ồ, số điện thoại của anh Tư đúng là số má thiệt á. À, thật ra thì tôi quen biết rộng, xài số vậy cho đối tác dễ nhớ. Dạ. Nó qua máy tôi rồi. Dạ, dạ. Dạ, qua rồi đó. Hey, nhà văn Tâm Can. Rồi, tôi lưu số anh rồi. À, hôm nào rảnh,
mời anh ghé công ty tôi chơi. Dạ, nhất định rồi. Dạ, tôi xin phép anh. Rồi, xin phép. Dạ. Chào. Dạ. Có gì liên hệ ha. Dạ. Chào anh. Chào anh. Đây. Vào đây. Chỉ có XO thì mới xứng với tình cảm của doanh nhân Lê Trần Tư dành cho tất cả các anh em nghệ sĩ chúng ta, đúng không? Đúng quá. Bây giờ mình khui nha. Dạ, xin mời. Khoan, trước khi khui cái chai mới thì phải uống mừng chứ. Cái này là đúng luôn. Rồi, uống cả nha. Vô. Rồi. Từ à? Anh với ông Phát Tân ngoài quan hệ làm ăn chắc còn mối thâm giao đặc biệt lắm phải không? Đúng, nhưng đây là mối quan hệ ít ai biết. Vậy là gốc lớn rồi. Quá khen. Nhìn là biết chân nhân bất lộ tướng rồi. Nói hay, chân nhân bất lộ tướng đúng vậy. Là gốc ở miền Tây hả? Ở tỉnh nào vậy? Không, tôi gốc Sài Gòn. Xuống miền Tây làm ăn một thời gian rồi lấy vợ dưới đó thì coi như mất gốc vậy mà. Thì ra vậy. Trong anh Tư đậm cái chất phù sa sông nước. Nếu không được giới thiệu, nhìn anh tôi nghĩ anh là một nghệ sĩ chứ không phải một doanh nhân. Không biết mấy ông nghĩ sao, với tôi á, tôi thấy nhiều tay doanh nhân á ha lại lãng mạn còn hơn nghệ sĩ nữa kìa. Đúng, như tôi đây hồi còn ngồi trên ghế nhà trường đâu có ai nghĩ sẽ trở thành doanh nhân. Tôi ngược lại, cho tới bây giờ tôi vẫn thường nằm mơ thấy mình là doanh nhân. Ủa, vậy anh Tư tốt nghiệp đại học gì vậy? Tôi học cơ khí. Học cơ khí mà kinh doanh bất động sản là trái ngành. Không biết anh Tư có đọc bút ký ngã rẽ cuộc đời của tôi in trong cái tập Đau đáu phận người chưa? Không chừng ở trong đó anh Tư sẽ bắt gặp hình ảnh của mình. Mấy ngày nay ông Phát Tân ông xí tôi mấy cái dự án dữ quá nên tiếc là chưa đọc. Mà nè, cuộc đời của tôi cũng ly kỳ lắm à ngang. Nói thiệt chứ, bữa ở nhà ông Quân nghe nhà thơ đọc bài Nhà Băng thì làm tôi xúc động quá. Vậy bữa nào anh em mình gặp thì cũng nhanh tin. Nhà báo Xuân Tiến hôm nay bị giành mối làm ăn rồi. Văn chương á, làm sao nhanh bằng báo chí được. Báo Thương Trường phát hành số tới, tôi mời mấy cha đọc thì biết. Bảo đảm hình ảnh của anh Tư đây trên trang chính không chê vào đâu được. Bái phục, bái phục. Hay lắm. Mời, mời. Bái phục, bái phục. Xin đa tạ. Đa tạ. Mấy anh em biết không, tôi đã đầu tư vào cái nhà máy đó hơn 20 tỷ bạc. Mà 20 tỷ bạc lúc đó so với bây giờ nó giá trị cỡ nào. Đúng rồi, quá lớn, lớn. Vậy đó mà lỗ trắng. Nếu mà lơ mơ thì coi như gục luôn sau cái cú sốc đó rồi. À, đúng rồi. Vậy là coi như phải gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu. Vậy yeah. À. Thôi, uống đi. Mời mấy anh em nè. Rồi, xin mời. Cạn nha. Vô. Đúng là chỉ có ý chí thôi. Alo em, tới rồi hả? Tới rồi thì em vô đi, anh em đang chờ nè. Xin lỗi nha.
sẽ có một bất ngờ dành cho anh em. Và đặc biệt dành riêng cho anh doanh nhân Lê Trần Tư. Dành cho tôi. Tới rồi kìa. Chào người đẹp. Hi, happy party. Xin giới thiệu với anh em nha. Đây là ca sĩ Thân Mộng Thúy. Ngọn gió nào đưa người đẹp tới đây vậy? Xin chào người đẹp. Để anh giới thiệu cho người đẹp nha. Đây là anh Lê Trần Tư, một doanh nhân nổi tiếng, đã từng lên trang chính của báo Thương Trường. Sắp lên thôi mà. Xin mời người đẹp ngồi đây cho gần anh Tư. Dạ. Phải rồi. Em rất hân hạnh được làm quen với anh Tư. Rất vui được quen biết em. Dạ. Hay là mình nâng ly để chúc mừng sự hiện diện của người đẹp nghe. Đúng rồi. Hay là ly này em uống chung với anh nghe. Em cảm ơn anh. Mời em. Wow. Thưa quý vị, và để mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một tình khúc vượt thời gian của nhạc sĩ Lâm Phương, ca khúc có tên Cỏ Úa. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Thân Mộng Thúy. Xin cảm ơn. Chức là xích lô cho ba kéo về nhà như hồi đó vui hơn anh hen. Em cứ hồi đó hoài, má nó giải thích với em bao nhiêu lần á là ba không có đạp xích lô nữa mà. Thì em có nói gì đâu, em chỉ muốn cả nhà mình như hồi đó. Nữa lại hồi đó nữa, má nghe được má buồn cho coi. Lẹ ta về nghỉ tụi con, khuya rồi mai còn đi học nữa. Dạ. Thank you.
cho thêm giờ. Dạ cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Tặng em. Em hát hay lắm. Cảm ơn anh. Hoa đẹp quá.